Hi, xin chào các bạn. Chúng ta đang chuẩn bị cận kề bước tới gần tháng 9 để chào đón chiếc iPhone 14 series được ra mắt. Vậy thì trong những ngày qua sẽ có những cái tin đồn như thế này, là khi mà iPhone 14 ra mắt thì chiếc iPhone 11 này sẽ bị khai tử. Vậy thì các bạn nghĩ sao về cái vấn đề này? Thật là sẽ không biết ra sao nếu như mà chiếc iPhone 11 này thật sự bị khai tử, trong khi mình vẫn còn đang dùng chiếc iPhone 6s. Thật là đáng sợ, nhưng mà chắc cũng không sao đâu. Không biết là các bạn nghĩ như thế nào về cái cụm từ khai tử của Apple? Khai tử có nghĩa là chiếc máy này sẽ không dùng được nữa hay sao? Hay là khai tử là sẽ không được cập nhật lên phiên bản OS mới? Nói một cách dễ hiểu thì khai tử có nghĩa là Apple sẽ ngừng mọi hoạt động sản xuất, kể cả linh kiện thiết bị, hỗ trợ cho phần mềm dịch vụ, đặc biệt là chính sách bảo hành đối với thiết bị đó. Nhưng mà các bạn cũng đừng có hiểu lầm về cụm từ khai tử và cụm từ ngưng bán. Khai tử thì hồi nãy mình cũng đã có giới thiệu rồi. Còn ngưng bán có nghĩa là sẽ không được bán chính thức trên trang web cũng như là cửa hàng của Apple, nhưng mà các chính sách bảo hành hay là các phụ kiện linh kiện thì vẫn có đầy đủ cho các bạn có thể sửa chữa. Và thông thường khi mà Apple cho ra mắt những chiếc sản phẩm mới thì họ thường có cái xu hướng là sẽ khai tử đi những chiếc điện thoại cũ của mình. Ví dụ điển hình như là chiếc iPhone 13 series được ra mắt thì Apple đã khai tử các dòng iPhone XR, iPhone 12 Pro và 12 Pro Max. Ngoài ra thì còn có chiếc iPhone 11 Pro, 11 Pro Max, iPhone 8, 8 Plus cũng đã bị Apple ngừng sản xuất vào năm ngoái khi mà dòng iPhone 12 series được ra mắt. Vậy thì tại sao Apple lại khai tử chiếc máy của mình khi mà vừa ra mắt sản phẩm mới? Thì đây là chiến lược marketing hết đó các bạn ạ. Và dành một điểm cộng cho Apple về chiến lược marketing của họ rất là hay. Khi mà các mẫu mới luôn được cải tiến và đáp ứng nhu cầu của người dùng cao hơn so với các dòng cũ. Nói là bị khai tử nhưng mà dùng rất là tốt. Và cái xu hướng người dùng lại những chiếc máy cũ này đôi khi nó còn bán chạy hơn cả những chiếc máy vừa mới được ra mắt. Và mình không biết rằng trong tương lai thực sự thì đây có phải là một chiếc máy bị khai tử hay không. Nhưng mà theo mình thấy thì đây vẫn là một chiếc máy rất là đáng mua trong thời điểm hiện tại. Đầu tiên sẽ là về màn hình của chiếc iPhone 11 này. Đây vẫn là một cái màn hình tai thỏ rất là trend ở thời điểm hiện tại. Và màn hình của em nó là 6.1 inch như phiên bản trước đây. Và cũng sẽ không lo lắng của nhiều người rằng màn hình HD cộng bị rỗ. Nhưng mà rõ ràng trải nghiệm sau sử dụng vài tháng trên chiếc iPhone 11 này, mình cảm thấy đã quen mắt hơn. Ngược lại thì còn thấy nó cũng khá là đẹp mắt. Về camera của iPhone 11 mang đến trải nghiệm tốt cho người dùng nhờ hai ống kính cảm biến góc rộng 12 megapixel và cảm biến góc siêu rộng 12 megapixel. Trải nghiệm sau một thời gian sử dụng camera của iPhone 11 cho thấy máy cho ra khung hình khá là đẹp mắt, rõ nét, hình ảnh có màu sắc và độ tương phản tốt, hình ảnh ít bị hiện tượng mắt cá. Và đánh giá về cấu hình trên chiếc iPhone 11 này thì mi cũng không có gì phàn nàn hết. Đặc biệt là những bạn game thủ thì đây vẫn là một chiếc máy phù hợp cho các bạn. Trải nghiệm chơi game của iPhone 11 quá là ngon lành trong tầm giá một chiếc điện thoại vừa đảm bảo cả 4 tiêu chí như là đẹp, giá hợp lý, sử dụng lâu dài và chơi game tốt. Mình thì mình cũng ít chơi những tựa game nặng, thi thoảng chỉ làm vài trận PUBG hay là Liên Quân, nên là tựa game này cũng không phải là một vấn đề quá lớn đối với mình. Nếu mà về pin thì trước đây iPhone là một cái điểm yếu, nhưng mà bây giờ thì pin cũng đã được cải thiện hơn, như là trên chiếc iPhone 11 này mình sử dụng cả một ngày thì mới sạc một lần, đó là dùng cũng khá là tốt. Và đây là cái bài đánh giá sương sương trên chiếc iPhone 11 này thôi. Nếu mà các bạn muốn xem một cái video đánh giá chi tiết hơn thì các bạn có thể xem lại những video của tụi mình, bởi vì tụi mình cũng đã làm cái bài video đánh giá chi tiết về chiếc iPhone 11 này rồi. Theo mình thấy thì đây vẫn là một chiếc máy ngon, đáng để mua trong tầm giá, cho dù chiếc máy này có thật sự bị khai tử hay không. Với mức giá hiện tại thì bạn có thể tham khảo tại trang web của Bạch Long Mobile, tầm khoảng 11 đến 13 triệu là bạn đã có ngay một chiếc máy mã VNA hàng chính hãng, cùng với nhiều chương trình hấp dẫn, siêu đại lễ thống nhất, siêu sale giảm đến tận 24 triệu khi mua laptop nữa nè. Chương trình chỉ áp dụng từ ngày 22 tháng 4 đến hết ngày 1 tháng 5, mà còn được bốc hộp xé siêu nữa.